Kem chống nắng Hemia có phải kem trộn không? Chắc chắn đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm trước khi sử dụng kem chống nắng. Kem Hemia có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc và hiện đang được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi công ty mỹ phẩm Thúy Nga. Để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm, hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu ngay dưới đây nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng Hemia có phải kem trộn không? Đây chắc chắn là thắc mắc của nhiều bạn khiến bạn ngần ngại khi mua sản phẩm này. Bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này. Bởi những lý do sau. Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc, được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Cùng với đó là đơn vị phân phối độc quyền của kem chống nắng Hemia tại thị trường Việt là công ty mỹ phẩm Thúy Nga, nên bạn có thể mua hàng trực tiếp từ công ty. Với thời gian doanh hơn 5 năm, công ty cam kết về chất lượng sản phẩm cho người dùng. Ngoài ra, kem chống nắng này còn có bảng thành phần chi tiết và rõ ràng cho tất cả mọi người cùng tìm hiểu. Và có thể khẳng định là kem chống nắng Hemia không phải là kem trộn. Nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng ở những shop bán hàng uy tín và có tâm. Còn nếu bạn lỡ mua phải hàng giả nhái thì có thể đó là kem trộn rồi nhé. Kem chống nắng Hemia hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng Hemia hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.